Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hiện nay là 0,326 đơn vị nuôi trên 1 ha. Toàn tỉnh hiện có 90 dự án trên lĩnh vực chăn nuôi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư. Dự kiến nếu 90 dự án này đi vào hoạt động thì mật độ chăn nuôi của tỉnh là 0,589 đơn vị nuôi trên 1 ha. Ngoài ra 120 dự án cũng đang xin chủ trương chấp thuận chủ trương đầu tư và dự kiến nếu thêm 120 dự án này được đồng ý chủ trương và đi vào hoạt động thì mật độ chân nuôi là một đơn vị nuôi trên một hecta. Như vậy nếu tính tất cả 210 dự án chân nuôi đi vào hoạt động thì chỉ còn 8 địa phương của tỉnh còn ngưỡng cho phép trong lĩnh vực này là thị xã Jumpa và các huyện Chư Pả, Đức Cơ, Giác Rai, Đắc Đoa, Cửa Bang, Chư Sê, Mang Giang. 9 địa phương còn lại đã hết ngưỡng cho phép và vượt ngưỡng cho phép trong đó bốn địa phương mật độ chăn nuôi vượt ngưỡng cho phép gồm thành phố pleiku và các huyện gia pa phú thiện và chư pứ ngành nông nghiệp tỉnh gia lai đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mật độ chăn nuôi trên địa bàn đồng thời thường xuyên kiểm tra yêu cầu các chủ dự án chăn nuôi chấp hành tốt về cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh và điều kiện chăn nuôi phù hợp đặc biệt phải chấp hành đúng quy định về môi trường để không ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh khu vực chăn nuôi